Chào các bạn, như thường lệ thì mỗi buổi sáng mình đều mang hàng ra chợ bán. Và hôm nay không gian cũng như mọi ngày, nghe đâu đây có tiếng chim hót. À mình như đấy là con gà nó gáy chứ không phải con chim nó hót. Trở lại câu chuyện chính thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mà chắc ai cũng biết rồi. Đó là những chiếc BlackBerry Z10. Tuy nhiên đây không phải là những chiếc Z10 chính hãng mà nó là những chiếc Z10 phiên bản sách tay với cái mã hiệu là STL 003. Thì đây là phiên bản Z10 quốc tế với cái cấu hình là sử dụng cái con chip Snapdragon S4 thay vì cái chip Tiomap như cái bản chính hãng, và nó vẫn sử dụng một cái RAM 2GB. Với một cái kiểu dáng của Z10 thì ở trong cái phân khúc mà từ 4 đến 5 triệu thì Z10 nó trở thành một cái sản phẩm nó có cái sức hút lạ lùng, và điển hình cho cái thời gian vừa qua khi chính hãng hạ xuống chỉ còn 4 triệu 500 nghìn thì cái hiệu ứng mà người người đổ xô đi săn lùng cái sản phẩm này rất lớn. Và khi mà hàng chính hãng không cung ứng được thì lực lượng hàng xách tay xuất hiện. Vốn dĩ xách tay luôn xuất hiện ở trong những cái khoảng trống mà chính hãng bỏ qua. Và rất nhiều người đã bán những cái sản phẩm BlackBerry xách tay này, cũng như có những cái lời đồn đoán là những cái bài báo viết những chiếc chất lượng của những sản phẩm BlackBerry xách tay thật sự nó không được như chính hãng. Vì sao? Thì ở đây mình cũng có một cái bài phân tích. Trên tay mình là một sản phẩm BlackBerry Z10 xách tay. Theo một số cái thông tin thì những chiếc Z10 xách tay này cũng như rất nhiều cái sản phẩm xách tay khác, do cái tính chất vận chuyển và trong cái giao dịch mua bán thì người ta đã không mang được những cái hộp và phụ kiện zin theo máy về. Tuy nhiên bên phân phối người ta sẽ bổ sung thêm những cái hộp và phụ kiện như thế này, tùy theo cái chất lượng mà nhập hàng. Cửa hàng có thể nhập những cái phụ kiện loại tốt hay phụ kiện loại bình thường. Ví dụ như ở trên tay mình đây, đây là một phụ kiện được đánh giá là có thể, thực ra không có một cái chuẩn nào để đối chiếu với zin cả, nhưng mà một cái phụ kiện như này mình đã so sánh với những cái bộ phụ kiện chính hãng thì nó hoàn toàn có thể, còn chất lượng còn có vẻ là tính thẩm mỹ cao hơn. Trên tay mình là chiếc tai nghe, mình đã nghe thử và nó rất là hay. Đây là sợi cáp USB, rất là chắc chắn và đẹp. Cái củ sạc được làm loại 3 chân giống như những cái củ sạc của iPhone, trên là logo BlackBerry. Chúng ta có thể đánh giá một cái phụ kiện nó xịn hay không dựa trên cái việc mà quan sát những cái đường nét tinh tế trong cái gia công của cái phụ kiện. Bởi vì các bạn biết đấy, một cái phụ kiện làm không tốt, thứ nhất là nó sẽ được gia công bởi những cái bộ máy rất là bình thường, thứ hai là nó sử dụng những cái linh kiện thường bằng sắt hoặc là chì chứ không phải là bằng những cái đồng hay là những cái kim loại hiếm ở trong những cái đầu tiếp xúc. Nói tiếp tục về chiếc sản phẩm BlackBerry Z10 này. Thì cái sản phẩm Z10 trên tay mình nó là bản 03, và với cái phiên bản màu trắng này nó thật sự nó đem đến cho một cái cảm giác nó đẹp và xinh hơn cái sản phẩm Z10 màu đen. Vẫn với một cái thiết kế rất là đẹp mà mọi người có thể thấy rằng ở hai phần trên và dưới nó là hai cái vạch màu trắng, ở giữa là cái màn hình màu đen. Tuy cái màn hình thì chỉ nhỏ thôi nhưng cái lớp kính nó phủ toàn bộ, nó làm cho khi mà tắt cái máy đi, cảm giác nhìn cầm cái máy nó rất là sang trọng. Ở mặt sau của chiếc Z10 này thì với phiên bản màu trắng nó được làm bằng vẫn là chất nhựa vân sần. Tuy nhiên là màu trắng không có cái chất nhám nhám kiểu màu đen mà nó là chất bóng. Thì cái vấn đề này sẽ giúp cho chúng ta khi mà nó bẩn thì dễ lau được hơn. Cái chất liệu màu đen thì nó sẽ tương đối là bám bẩn, và khi chúng ta lau đi thì sau một thời gian là nó sẽ bị xước cái lớp nhung nhung ở bên ngoài cái phần màu đen đi. Chiếc BlackBerry Z10 xách tay, thật sự thì chúng ta nên đặt một cái câu hỏi như thế này, về chất lượng của những cái sản phẩm này. Như mình không phân tích sản phẩm dựa trên những cái vấn đề như là email phải trùng hộp hay là những cái bên ngoài, mà mình phân tích nó dựa trên cái chất lượng sản phẩm. Khi chúng ta quan sát một cái sản phẩm mà nó được nó có thể là hàng dựng hay là những cái sản phẩm nó là hàng thay vỏ thì rất nhiều dấu hiệu để nhận biết nó. Thứ nhất là bạn cầm trên tay, nếu bạn là một người quan sát tỉ mỉ một chút, bạn có thể dễ dàng phát hiện ra những sản phẩm thay vỏ. Bởi vì những cái sản phẩm thay vỏ ấy thì không bao giờ những cái chi tiết mà lắp giữa màn hình và khung nó được khít, cũng như là những cái bộ phận lắp ghép nó sẽ luôn luôn có cái độ dơ của sản phẩm. Cũng như khi các bạn quan sát vào cái chân sạc này thì những cái sản phẩm mà nếu mà là hàng cũ mà thay vỏ thì bao giờ các bạn nhìn chân sạc nó cũng rất là cũ, có dấu hiệu dùng rồi, bụi bám và cái vỏ thì rất là mới.
Như vậy chỉ dựa vào những cái đánh giá và nhìn ở bên ngoài, chúng ta có thể tương đối là nhận ra một cái sản phẩm, cái chất lượng hoàn thiện của nó như thế nào để phát hiện ra nó là sản phẩm zin hay không. Tiếp tục, khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm sách tay thì cũng như rất là nhiều người dùng mua những sản phẩm sách tay khác, các bạn có thể đặt một cái câu nói mà rất là nhiều người dùng, đó là khi mà đã mua sách tay thì chúng ta chấp nhận cái sự hên xui. Tuy nhiên mình nghĩ đó là chỉ áp dụng với khi các bạn chọn lựa những cái cách mua nó không chính thống. Hiện tại thì đã có rất nhiều những cái hệ thống, những cái cửa hàng lớn mà người ta bán hàng bằng cái sự uy tín và rất là đảm bảo, nghĩa là các bạn mua sản phẩm được bảo hành một đổi một trong vòng 10 đến 15 ngày, và bảo hành 12 tháng thì cái chất lượng của sản phẩm là hoàn toàn đã được kiểm định. Vì nếu mà khi mang về một cái sản phẩm chất lượng được kiểm định là không tốt thì trước tiên cái phần thiệt sẽ thuộc về thương gia khi mà họ bảo hành một cách rất đàng hoàng. Ở trên tay mình, cái sản phẩm Z10 này liệu nó có thể cạnh tranh được với những cái sản phẩm như là Asus Zenfone 5 hay là những cái sản phẩm như LG G hay Vega R3 đến từ Hàn Quốc hay không? Thì mình có một cái câu trả lời, và có lẽ là người dùng trả lời thay cho mình, là đây nằm ở hai cái, nó nằm ở hai cái thị hiếu khác nhau. Những người mà thích dùng cái chiếc BlackBerry Z10 đấy, có lẽ họ cảm thấy thích thú bởi vì cái thiết kế của nó. Một phần là vì nó nhỏ gọn, nó tương đối là nhỏ gọn, và khi cầm cái sản phẩm này trên tay có cái chất gì đó mà mình thấy rõ nó là cái chất Mỹ, nó nhỏ gọn thực dụng. Cũng như một cái lượng người dùng rất lớn từ những cái sản phẩm BlackBerry trước đây truyền thống đã, sau khi sản phẩm này hạ giá thì họ chuyển lên dùng cái sản phẩm Z10 này, vì khi giá nó chỉ còn 4,6 triệu thì làm cái khoảng giá rất là hấp dẫn. Người ta sẽ không có ý định chuyển sang những cái sản phẩm Android, cũng như lại có một số những cái lượng người dùng khác sau khi đã dùng rất nhiều những cái loại Android thì họ cảm thấy nhàm chán, vì cái hệ điều hành Android nó dần dần nó cứ nhàm chán và họ muốn chuyển sang cái hệ điều hành gì khác để khám phá xem mà nó có cái điều gì khác biệt. Và chiếc BlackBerry Z10 này đúng là một cái duy nhất để họ khám phá, vì xét một cách tương đối thì hệ điều hành BlackBerry này nó cũng có cái giao diện khá là giống cái giao diện iOS hay là giống giao diện Android với cái giao diện dạng lưới như này. Cái điều khác biệt duy nhất của hệ điều hành này mình đánh giá đó là cái cách vuốt trượt để chuyển vào cái giao diện đa nhiệm, hay là những cái ứng dụng, những cái tiện ích mà tích hợp luôn cái BlackBerry Hub vào trong đây, nơi mà các bạn có thể xem được cả tin nhắn này, BBM này, cuộc gọi nhỡ hay là những cái tin nhắn dựa vào cái mã pin. Đây là một trong những cái tính năng rất thích thú mà người nước ngoài hay dùng những cái sản phẩm BlackBerry này để chat theo nhóm hay là trong doanh nghiệp. Ở Việt Nam mình thì cũng một thời gian rộ lên những cái gói Beats của nhà mạng thì cũng rất là nhiều người dùng. Tuy nhiên sau này càng ngày với cái sự suy giảm rõ rệt của những cái thiết bị BlackBerry bán tại Việt Nam thì nó không được thị hiếu lắm. Nhưng các bạn có thể tưởng tượng là như này: ở một cái giao diện mà các bạn có thể đồng nhất mọi cái thông báo từ Facebook hay email hay là message, nơi các bạn có thể truy cập rất là nhanh với những cái nội dung đó để trả lời họ ở ngay ở trên chính cái điện thoại của mình, thì đó là một điều phải dùng từ là rất là tiện. Cũng như BlackBerry ấy, thì nó dùng một cái cách rất là hay, đó là không dùng một cái phím cảm ứng nào trên màn hình, mà đa phần chỉ là những cái thao tác vuốt trượt. Ví dụ như mình đang cầm ở trên tay như thế này, mình vuốt lên như này. Thì các bạn hãy quan sát cho mình một chút, nếu mà nói về phân tích cái thao tác tiện dụng khi vào đa nhiệm ấy, khi mình vuốt lên như này thì cái tay của mình, khi vuốt lên như này cái tay của mình nó sẽ chạm luôn ở cái phần ứng dụng như này, và chúng ta sẽ vào luôn cái ứng dụng chúng ta cần thiết, vuốt lên như này. Còn nếu đối với Android chúng ta ấn 2 lần và chúng ta vào ứng dụng thì cái việc mà chúng ta ấn và cái thao tác chuyển tay này nó mất rất là nhiều thời gian, nó không thể thuận lợi như BlackBerry được. Ngoài ra các bạn nên lưu ý rằng với cái chiều sâu là một cái hãng mà sản xuất smartphone rất là lâu rồi, với những cái hệ điều hành RIM ấy, thì nó là một hệ điều hành có chiều sâu rất là nhiều năm, đặc biệt là phát triển những cái ứng dụng về trong cái về email hay soạn thảo văn bản hay những cái trợ giúp rất tốt cho công việc như vấn đề lịch ghi chú và đồng bộ, thì BlackBerry Z10 vẫn thừa hưởng đầy đủ những cái tính năng đó. Và sắp tới đây thì có những cái sản phẩm rất là hot sắp sửa ra, đó là chiếc BlackBerry Z3. Thì liệu cái chiếc Z3 này có thể thay thế được chiếc Z10 hay không? Mình cũng phân tích một chút là Z3 là một cái sản phẩm mà dành cho những người mà thích BlackBerry nhưng lại thích một cái màn hình lớn hơn và một cái sự đột phá hơn một chút. Chiếc Z3 thì cấu hình không cao bằng chiếc Z10, tuy nhiên nó sản xuất để thay thế sau khi chiếc Z10 đã hết hàng. Và tại thời điểm này các bạn có thể đi tìm những cái sản phẩm Z10 sách tay ở những cửa hàng uy tín,
Và các bạn chú ý là lên test kỹ một chút cả thân máy và phụ kiện. Ngoài ra các bạn cũng có thể chờ đợi những sản phẩm Redmi Z3 chính hãng sẽ đến vào ngày 4 tháng 7 sắp tới. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.